Chú tên là Viên Văn Lộc, chú hiện nay là 65 tuổi, chú đang ở căn hộ D, tầng 13, tháp 3, chung cư cao tầng 18 Phạm Hùng. Chú năm nay 65 tuổi nhưng đã về hưu rồi, chứ không đi làm nữa. Và thời gian trẻ trước chú tầm khoảng độ 40-50 tuổi đấy. Thì chú lái xe, thì tính chất lái xe công việc của chú là hay chạy các tỉnh. Chạy các tỉnh thì cơm thì coi như thì ăn thì coi như chủ yếu là ăn hàng quán. Thì ăn hàng quán thì rượu bia nhiều, thì nó nhiều các cái chất, nhiều chất. Thế đâm ra coi như là chú không biết là chú bị bệnh gút. Thế là chú cứ trong thời gian chú 50 tuổi thì cứ bắt đầu vào thời gian đấy là khoảng chục năm nay rồi. Thì chú cứ thấy nó hơi hơi đau chân thôi, thì chú nghĩ là chắc là hơi đau chân, chắc là mình đi va vấp vào đâu. Thế làm ra chú cũng không để ý, nghề lái xe thì coi như là thì cũng ngồi chú đi làm thì cũng chả để ý gì đến cái bệnh gì cả. Thế thì càng ngày thì chú thấy nó càng cứ khoảng độ một tháng nó lại sưng lên một lần, cách đây khoảng độ 3 năm. Thì chú thấy coi như là đau dữ dội, mà cứ ban đêm thì coi như là cứ tầm 12 giờ đêm bắt đầu đau, đau đến nỗi là chú không ngủ được, mà giấc mà chân chú này sưng đỏ hết cả lên, mất nhất là ngón chân này với ngón chân này này sưng, cả tay cái chú này bây giờ sưng vẫn hơi bị lồi này đấy, là hơi bị lồi lên một tí là đau lắm. Thì coi như là chú cả đêm không ăn không ngủ được, người gầy ẩn đi. Thì chú khám bệnh viện E, phố Trần Cung, Cầu Giấy, thì người ta vẫn bảo là chắc chú bị thấp khớp hay gì đấy, thì người ta cũng chưa có thử máu, thì chú cũng là đi về đấy. Chú tại vì lúc chú đi khám thì nó đỡ rồi, tại cái của chú nó cứ 2-3 ngày nó lại lên một lần, mà mỗi lần lên nó thì 3 ngày xong nó lại đỡ. Thế xong kỳ cuối năm 2016 vừa rồi thì cơn đau dữ dội ghê quá, chú mới đi khám thì đề nghị ta phải cho chú thử các loại máu và thử cả antibiotic xem như nào. Thế tại vì chú thấy hàng xóm xung quanh bảo là coi như là bác đau này có khi là bị gút đấy. Thế là chú mới đề nghị bác sĩ cho thử, thì bác sĩ cho thử thì năm 2016 là tháng 10 đây. Thì chú đi thử antibiotic, chỉ số của chú lên tận 605 thì chỉ số cao quá, thì bác sĩ bảo như này là chú này là đang hút cấp cao, thì bác sĩ mới kê cho chú đây thuốc cortisone, đây có bác sĩ của bệnh viện E coi như đưa cho chú cái này. Vì người ta bảo là coi như là chú mới bắt đầu đau thì mỗi ngày uống một viên, mà cứ cách hai tiếng chú lại uống một viên, uống như thế ba viên liền, thì ba viên liền thì chú cảm thấy nó thì hơi đỡ thôi, nhưng người nôn nao mà như kiểu ngộ độc, người nôn nao mà đau bụng này, tiêu chảy nhiều, mà coi như là đi ngoài là đi tiểu tiện thì thấy khó khăn. Thế chú bảo là chết uống này thì có khi là dễ bị thận ấy, bị ấy, thì chú lại hỏi các hàng xóm thì chung quanh bạn bè thì người ta bảo bác mà uống này nhiều là hại thận đấy, thì bây giờ bác phải tìm loại thuốc nào, chứ uống thuốc này không được. Chú dùng khoảng độ gần một tháng đấy, thì chú thấy coi như là nó đau bụng mà nó hay tiêu chảy thì sợ quá, chú lại thôi không dùng nữa đấy. Chú thôi không dùng nữa thì coi như chú mới đi tìm các loại thuốc thảo dược xem như thế nào. Chú nói thật với cháu là trước là chú là bị bệnh tim, chú đang bị thay van tim và mổ tim, thế nên coi như chú đang uống thuốc chống đông. Thế đâm ra mà có uống thuốc thảo dược nhiều hay là uống các nhiều của các bà lang nhiều chung quanh nhiều thì lại sợ nó ảnh hưởng đến tim mà. Thế nên chú sợ nhưng không dám uống, thì chú mới không biết làm là cơn đau càng ngày càng dữ dội. Thì lúc đấy thì nếu mà dữ dội thì khoảng bao nhiêu lâu chú bị đau lại một lần, và mỗi một lần kéo dài khoảng mấy ngày hả chú? Đấy thì mỗi một lần đau thì cứ kéo dài khoảng ba ngày, thì bắt đầu từ sẩm sẩm tối bắt đầu đau và kéo dài liên tục đến 3 ngày bắt đầu nó lại rút lại hết.
Mấy ngày sau nó lại lặp lại một lần như thế. Đấy, xong khoảng độ nửa tháng sau bắt đầu lại lặp lại, cứ như thế, coi như là cơn đau hành hạ chú ghê lắm. Mới bắt đầu đau ở chân này mà đêm chú cứ phải là lấy cái dây thừng chú buộc chân giơ lên cao này vào cái thanh cửa sổ nhà chú này để cho nó khỏi giấc chân, mà giấc chân nó buốt nó giấc không thể nào tài ngủ được. Thế là xong cứ phải trằn trọc mãi coi như hết bật điều hòa lại để bật quạt mà vẫn coi như là không chịu được. Thế trằn trọc suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau mệt quá, lúc mệt quá thì chú lại thiếp đi một lúc xong rồi thôi. Thì cũng chú cũng bảo là uống thuốc này thì cũng hại, cũng chả uống nữa. Cứ nhịn đau thì coi như là thì cũng nhịn đau thế cũng được 3 ngày thì nó lại rút, lại bắt đầu lại hết. Thế đến lúc nửa tháng sau bắt đầu chú đang tự nhiên lại buổi tối lại thấy nó cứ rức 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 này, rức tay này. Thế sưng lên thì bắt đầu chú lại thấy cái khớp tay này. Cái này nó lại sưng lên. Mà lúc chiều chú đi tắm thì với đằng sau là không thể với được. Thế lúc tối ăn cơm thì chú lưng bắt cơm lên này mà không thể lưng được. Thì chú lại bắt đầu nó sưng tấy đỏ hết cả lên rồi. Thế là chú lại phải ăn coi như là cơm bằng tay phải thôi, cái xúc liền ăn. Rồi tay nó rức, xong bắt đầu đến 12 giờ đêm. Rồi bắt đầu nó sưng lên mà chú lại phải làm cái kiểu là phải treo cái tay này lên này, cứ giơ này lên này. Ủa giơ lên và hành hạ chú coi như là đến coi như là tự tử rảnh cái thuốc này. Nó cứ đau như này thì khi ở đến tự tử chú bảo vợ chú bảo cứ gần đau này cứ suốt ngày suốt đêm này thì coi như cứ chả làm ăn gì được này chết. Tết vừa rồi thì vợ chú có đến nhà cô bạn ở tên là Thịnh ở Yên Hoa Cầu Giấy này. Thì chồng cô cũng tên là Bình thì cũng bị bệnh gút. Thế cô hỏi thế sao ông chồng đâu mà coi như là không đi cùng vui. Đến đây bảo là ông đang ở nhà nằm là bị bệnh gút này. Thế bảo thôi chết rồi, cũng như là chồng tớ cũng ông Bình này cũng bị bệnh gút đấy, cũng nằm bây giờ thấy ở đây người ta mách là coi như là uống vô linh gút của Canada do cái công ty vô y ta gì đấy phân phối đấy. Thì tôi có ra tôi mua thì về cho tôi chồng tôi uống thì thấy nó đỡ. Thì đấy bà cũng về và bảo mua cho chồng bà uống. Thế cô Thịnh cũng bảo thế. Thì vợ tôi thật là cũng chả biết nào thì cũng về nói chuyện với tôi. Tôi bảo là bây giờ anh đang bị mổ tim này có uống được không. Thế là bây giờ đau là cứ uống bừa thì thử xem nào. Thế là xong chú cũng mua thử một lọ về uống thì một lọ thì uống nó cũng thấy đỡ đỡ. Một lọ thì lúc ấy thì chú uống coi như là thấy ở trong lọ nó ghi là một liều thì có 1-2 viên thôi. Ngày có mỗi một lần 1-2 viên và ngày cũng 2 lần thì chắc thì 2-3 viên thì chú uống một lần 3 viên liền. Thì uống 2 lần là 6 viên. Sáng và tối chú uống tính chú là muốn khỏi ngay đầu này thì coi như là chịu nào được. Thế là chú mới uống tăng liều lên bảo là cái thuốc này thì chắc không phải thuốc tây ra chả có tác dụng phụ ở đâu ra mình cứ uống cao một tí cũng chả sao. Thế là chú uống liền một lúc coi như là ngày 6 viên. Thế chú mua một lọ coi như là 60 viên đó. Thì chú uống 10 ngày thì hết thì thấy nó cứ đỡ mà trong 10 ngày thế mà chả thấy nó tái phát lại một tí nào cả. Thôi uống mua ra hiệu thuốc mua luôn 3 lọ. Đó, cứ 10 ngày là 60 viên và uống coi như 3 lọ một tháng. Thì uống một tháng xong nó không thấy nó quay lại nữa. Và thôi không thấy quay lại nữa thôi đỡ rồi. Thế là chú mới lại mua luôn coi như là 10 lọ, hơn 10 lọ là cứ uống suốt từ lúc cuối năm 2016 đến tháng 6 năm 2017. À thế mà chú của chú giảm xuống còn từng này đấy. 342 đúng không? 342. Đấy 342 là mức an toàn đấy. Đấy thì cũng là khám cũng là bệnh viện em mà chú đi thử lại cũng là thế là chú mừng quá bảo rồi. Vừa đi khám và xong coi như là hạ xuống này tốt quá rồi chú uống suốt từ thời gian thì coi như không thấy bệnh gút nó tái phát nữa. Từ
tức là từ lúc mà chú bắt đầu uống là từ cuối năm 2016 cho đến bây giờ là mình đến bây giờ mình có bị đau lại cơn gút cấp nặng lần nào không ạ? Thì mừng quá, thì chú uống suốt từ năm 2016 đến giờ là không bị đau lại tái phát. Thì nói thật ở nhà này thì bà vợ lắm lúc cứ hay mua thịt cá hay mua ấy về thì chú cũng bảo là chắc ngựa ấy cũng mình có uống Bollywood này thì mình cũng thử ăn một ít. Thế lắm lúc cũng ăn ít thịt bò, lắm lúc cũng ăn quả trứng. Từ bây giờ mà cứ nhịn kiêng quá thì nó cũng chết. Và sút cân cái hồi chú bị đau nhá, cả ngày cả đêm, như là trước giờ chú 75 cân là chú có cân lại, có cân ở nhà chú cân coi như là sút 5 cân, còn có 70 cân. Ôi dồi ôi, sợ thế, thì có mấy tháng mà coi như là sút 5-6 cân thì người gầy đi phờ phạc. À, chú ấy bây giờ chú không đau lại rồi, bây giờ chú lại tăng lên được 72 cân rồi. Nhưng mà ăn thêm được thì chú có bị đau không ạ? Thì ăn thêm mà chú không thấy đau nữa. Đấy, cứ ăn như thế thì cứ không thấy đau gì cả. À, ăn trong khi đó ăn thì sáng thì chú là coi như là lại dậy từ 4:30 sáng, lại đứng ở nhà thì coi như là thể dục này, bật cái quạt xong đứng mở cửa ra thể dục. Như này xong thể dục xong thì 5:30 chú lại gọi vợ chú dậy. Thì hai vợ chồng đèo nhau ra công viên Cầu Giấy này. Đấy đi bộ. Đấy đi bộ coi như mấy tháng rồi thì thể dục đi bộ mới ăn kiêng một tí thì nó cũng đỡ đi. Thế nó không thấy bệnh đau nữa. Đấy cái đợt vừa rồi dở dời đấy, mưa gió đấy mà chú không thấy tái phát, không thấy đau nữa. Hôm vừa rồi chú đi khám định kỳ tim của cũng ở bệnh viện em. Chú là bảo hiểm bệnh viện em thì hỏi bác sĩ, là bác sĩ bảo là uống Bollywood này cũng không sao cả, không là thuốc không có tác dụng phụ gì, thế là bác cứ uống thôi, còn bệnh tim của bác không ảnh hưởng gì đâu. Thế là bừng quá rồi chúng mày cứ uống thì thấy bệnh tim nó chả sao cả. Đấy, chú mổ tim năm 2002 mà năm nay là 15 năm rồi mà cũng uống chú uống thử Bollywood này. Thế nó chả ảnh hưởng gì, chú vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn tim cũng vẫn bình thường. Đấy, thế nên chú bảo thế nó cũng có chẳng có tác dụng phụ gì. Thế ra chú bây giờ hiện bây giờ là chú vẫn cứ uống một ngày là coi như là 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên sau ăn đấy. Đấy thì cứ dùng đến tận bây giờ là chú vẫn cứ dùng. Đấy, chú định là dùng bây giờ cho đến hết năm nay xem như nào. Nếu hết năm nay mà chú lại đi thử máu lần nữa, đấy cứ 6 tháng thử một lần mà. Nếu ổn thì mỗi ngày thì 2 viên thôi. Đấy, chú muốn là duy trì cho nó coi như là cái thuốc là muốn là chữa tận gốc, cứ duy trì nó không đau là được. Chứ còn nếu mà sờ thuốc tây này thì vãi sợ lắm, không dám sờ thuốc tây nữa. Dạ vâng, cảm ơn chú ạ.